Chào các bạn nha, đây là sữa dành cho AK. Tôi đang ngâm nước nóng để cho nó ấm ấm lên một chút rồi mới cho AK uống ha. Vì cậu bé đang còn nhỏ nên là vẫn phải uống sữa hàng ngày và tôi vẫn cho tập ăn dặm thêm trái cây nữa nhé. Đang ngâm sữa cho nóng. Ấm chưa? Ok, sữa ấm rồi. Giờ bắt đầu cho AK uống sữa. AK chào mọi người. AK uống sữa nào. Nè, giúp đây. Đây, của con đi, của con đi, của con. Ui, ôi, thèm sữa quá rồi các bạn.